những cơ hội của chúng ta trong hiệp 1 là rõ ràng hơn và tương đối tiếc khi nó không một lần được chuyển hóa thành bàn thắng. Phạm Xuân Mạnh đang bị đau. Có một động tác chơi xấu của cầu thủ Thái Lan. Park rất bất bình. Có vẻ như đó là tình huống của Bunmathan. Chúng ta cùng chờ đợi quyết định của trọng tài Ali. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Chứ phải tôi đấm cho mới nhạc. Có vẻ như dùng cùi chỏ là sở thích của Tirathorn Bunmathan.
Come on.